hé lộ kịch bản Nga chuẩn bị đối đầu NATO. NATO cần phải hiểu rằng hành động gây hấn sẽ không giúp họ đạt được mục đích. Nga không muốn đối đầu quân sự trực tiếp, nhưng nếu ai đó muốn, Moscow sẵn sàng cho điều đó. Đây là những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định và ông ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào, kể cả khả năng đối đầu trực diện với NATO. Thêm vào đó, liên minh quân sự lớn nhất hành tinh lại có động thái ra đòn từ phía đông khi chuẩn bị sẵn một bàn đạp để chống lại Nga, đó là Nhật Bản. Tổng thống Nga đưa ra nhận định trên trong cuộc trao đổi về báo giới ngày 29 tháng 7 khi trả lời câu hỏi về các vụ máy bay quân sự Nga và Mỹ suýt va chạm tại Syria thời gian gần đây. Tổng thống Nga khẳng định không ai mong muốn điều đó xảy ra, ông chỉ ra các đường dây nóng cho phép các quan chức nga và mỹ được trao đổi trực tiếp về các tình huống khủng hoảng vẫn đang hoạt động cho thấy không bên nào mong muốn xung đột bùng nổ ở đất nước chúng tôi những người đứng đầu một số bộ phận liên lạc trực tiếp với nhau và có khả năng tham khảo ý kiến về bất kỳ tình huống khủng hoảng nào nếu có ai đó muốn xảy ra xung đột thì đó không phải là chúng tôi còn trong trường hợp xảy ra đối đầu trực diện giữa nga và nato thì chúng tôi đã sẵn sàng ông putin khẳng định theo đô đốc Oleg Gurinov, người đứng đầu trung tâm hòa giải của Nga tại Syria, quân đội Nga đã báo cáo 23 tình huống nguy hiểm liên quan tới máy bay quân sự của Nga và các nước thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Syria kể từ năm 2023. Hầu hết các vụ việc xảy ra vào tháng 7. Trong các trường hợp trên, có 11 vụ phi công Nga báo cáo máy bay của họ nằm trong tầm ngắm bắn của phương Tây. Do đó, hệ thống phòng thủ trên các máy bay quân sự của Nga được kích hoạt tự động và máy bay Nga bắn pháo sáng. Nga cũng nhiều lần cảnh báo Mỹ và đồng minh về nguy cơ xung đột trực diện giữa Moscow với NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Moscow cho rằng việc phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ làm gia tăng các hành động thù địch và khiến phương Tây lún sâu hơn vào cuộc xung đột. Ông chủ điện Kremlin cho rằng sự thay đổi trong chiến thuật của Ukraine chắc chắn có liên quan đến tổn thất về phương tiện bọc thép. Kể từ ngày 4 tháng 6, khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công, ước tính có 405 xe tăng của Ukraine đã mất. Nhưng con số này bây giờ là 415. Ngoài ra còn có hơn 1.300 xe bọc thép các loại cũng bị phá hủy. Ông Putin nói, đồng thời cho biết trong số các thiết bị này, khoảng 2 phần 3 là thiết bị của phương Tây. Ông chủ điện Kremlin nhận định quân đội Ukraine không chỉ chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường mà còn gặp khó khăn về nhân lực. Ông ấy nói rằng trong khi bắt giữ các tù nhân, Nga phát hiện Ukraine đã thành lập các đơn vị quân sự, bao gồm các kỹ thuật điều khiển máy bay. Điều đó nói lên điều gì? Rằng các nguồn lực huy động quân đang cạn kiệt. Ông Putin cũng chỉ ra rằng lực lượng của Kiev đã mất hàng chục xe bọc thép của phương Tây. Trong đó có xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp. NATO liên tục có những động thái thách thức Nga an ninh thế giới đang ở mức tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh thế giới thứ hai. Thủ phạm chính gây mất ổn định chính là Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Đó là những gì người ta nghĩ ở Tokyo. Sách trắng mới của Nhật Bản đưa ra dấu hiệu cảnh báo đất nước sẵn sàng không chỉ bảo vệ mà còn hành động đón đầu. Báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được gọi là sách trắng. Nhóm tác giả luôn dựa vào chiến lược an ninh quốc gia phiên bản mới nhất, được thông qua vào tháng 12. Những tài liệu như vậy thường không xác định, và ngay cả trong năm 2022, người Nhật cũng không vội vã chỉ định kẻ thù, nhưng lần này ở Tokyo, họ nói rất cụ thể. Theo bộ trưởng quốc phòng Yasukazu Hamada, thế giới đang ở một bước ngoặt lịch sử, nguyên nhân là sự hiếu chiến của Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên. Những quốc gia này được dành một chương riêng trong cuốn sách dài 510 trang. Đặc biệt có ý kiến cho rằng chính sách đối ngoại và hoạt động quân sự của Trung Quốc là thách thức nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế. Đây là một vấn đề chiến lược nghiêm trọng và chưa từng có. Việc xây dựng quân đội của Bắc Kinh do Tập Cận Bình tuyên bố đã gây ra mối quan ngại đặc biệt. Các tác giả của báo cáo tin rằng đến năm 2035, Trung Quốc sẽ có 1.500 đầu đạn hạt nhân. Việc thắt chặt quan hệ chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh được nhấn mạnh bằng chứng là các chuyến bay chung của máy bay ném bom, các cuộc diễn tập quân sự hải quân và chiến dịch đặc biệt của Moscow ở Ukraine có thể thúc đẩy Trung Quốc tới hành động tương tự tại Đài Loan. Tài liệu lưu ý rằng những thay đổi hiện trạng đơn phương như vậy bằng việc sử dụng vũ lực đã làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế, bao gồm cả ở châu Á. Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản, sẽ không bao giờ chấp nhận hành vi của Nga. Moscow tiếp tục hiện đại hóa vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, triển khai các loại thiết bị mới trên quần đảo Kuril. Nhóm tác giả sách trắng tiếp tục và họ bày tỏ hy vọng rằng những tổn thất ở Ukraine, Nga sẽ làm suy yếu và cán cân quân sự với các nước láng giềng sẽ thay đổi trong chung và dài hạn. Tuy nhiên, cần phải theo dõi chặt chẽ mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh. Triều Tiên đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong phát triển hạt nhân và tên lửa, điều này đang gây ra mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đối với Nhật Bản. Bình Nhưỡng đã thử nghiệm khoảng 100 tên lửa trong năm nay, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công không chỉ Nhật Bản mà còn cả phần lục địa của Hoa Kỳ. Trước đó, đáng lo ngại, chỉ có Guam, một hòn đảo ở Thái Bình Dương với quy chế lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ. Sách Trắng khẳng định Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên không thể được công nhận là một cường quốc hạt nhân. Mặc dù vào tháng 9 năm 2022, Bình Nhưỡng đã thông qua luật về tình trạng hạt nhân không thể đảo ngược và không thể chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào về phi hạt nhân hóa. Báo cáo này chỉ rõ, đối với vấn đề Đài Loan, Tokyo cũng có điều phải lo lắng. Trong cuộc tập trận, tên lửa đạn đạo của Trung Quốc đã đi qua đặc quyền kinh tế của Nhật Bản gần đảo Zonagumi. Đó chỉ cách Đài Loan 100 km trên chính tiền tuyến. Trong lời nói đầu của sách trắng, Hamada chỉ ra sự cần thiết phải tăng cường quan hệ ngoại giao và tập trung với các đối tác cũng lo ngại về hành động của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Nhật Bản hoan nghênh quyết định gần đây về việc mở văn phòng NATO tại Tokyo. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng cho rằng, ngoài việc thắt chặt thêm quan hệ đồng minh, điều cực kỳ quan trọng là phải nỗ lực độc lập bảo vệ đất nước và tăng cường khả năng gian đe. Để đối phó với các mối đe dọa, ngân sách quân sự cần được tăng thêm 310 tỷ USD đến năm 2027. Báo cáo cũng lần đầu đưa ra khả năng Nhật Bản có thể tấn công các căn cứ và trung tâm điều khiển tên lửa tầm xa của kẻ thù. Đây từng là một vấn đề gây tranh cãi. Lực lượng phòng vệ SDF theo hiến pháp rất hạn chế, nhiệm vụ của họ là bảo vệ chứ không phải là hành động phủ đầu. Ngay cả những đơn vị này thường không được gọi là quân đội. Cuối cùng, một mục tiêu khác được nêu trong sách trắng là thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia, vì các thiết bị quân sự sẵn có cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF không phải lúc nào cũng đủ. Trong 20 năm qua, hơn 100 công ty Nhật Bản đã rời khỏi lĩnh vực liên hợp công nghiệp quân sự do vấn đề về lợi nhuận. Tokyo không thể cung cấp vũ khí sát thương ra nước ngoài, do đó trên thực tế, lực lượng phòng vệ là khách hàng duy nhất. Các tác giả bản báo cáo kêu gọi thay đổi điều này. Xem xét tình trạng Nhật Bản đã đi xa đến đâu kể từ sắc trắng, tương đối ôn hòa vào năm ngoái có thể quả quyết khẳng định rằng trình độ quân sự hóa của đất nước sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng rõ ràng vẫn thuộc về phía Mỹ. Còn quan điểm lập trường của Washington phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ngược dòng thời gian trở lại một chút, thì trong cuộc họp cuối tháng 1 năm 2023, ông Zelensky cũng phản nàn rằng lực lượng vũ trang Ukraine không có tên lửa tầm xa hay những phương tiện khác để tấn công lực lượng Nga trên đất của người Nga, đồng thời đề xuất mở nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và những mục tiêu quân sự ẩn danh ở vùng Rostov. Tờ Washington Post ghi nhận bản năng hiếu chiến của Tổng thống Ukraine đi ngược lại với hình ảnh mà ông tạo dựng trước mặt công chúng. Đề xuất để lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công Nga là một phỏng theo lời của giới truyền thông tiếng Anh, chủ đề nhạy cảm đối với Nhà Trắng. Anh báo chí bày tỏ nỗi lo về nguy cơ căng thẳng leo thang, lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, một cương quốc hạt nhân. Mỹ chưa bao giờ công khai lên án những cuộc tấn công như vậy của Ukraine. Nhà phân tích này đặt giả thuyết có thể phương Tây muốn gửi tín hiệu đến Ukraine rằng họ sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine với điều kiện không lôi kéo NATO vào cuộc xung đột. Một giả thuyết khác của ông là có thể Washington đang cố gắng tránh xa những ý tưởng mà Ukraine đề xuất để chứng minh rằng Kiev đang tự mình làm tất cả những điều này. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng phương Tây sẵn sàng giúp leo thang xung đột. Điều này có thể sẽ lý giải việc dần dần xem chuyện tấn công và lãnh thổ Nga là điều bình thường. Trong mọi trường hợp, chính quyền các nước châu Âu dưới áp lực của Mỹ luôn sẵn sàng tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev, bất chấp hậu quả có thể xảy ra từ việc chiều theo kế hoạch của ông Zelensky. Trong cuộc gặp giáo hoàng, ông Zelensky đã trả lời đề xuất của Vatican về việc đứng ra giúp Ukraine giải quyết xung đột như sau. Ông chưa sẵn sàng cho những cuộc đàm phán hòa bình và ông không có gì để nói với Moscow. Ngoài ra, ông cũng bình luận rằng Italia đã ủng hộ đúng người trong cuộc chiến tranh này. Việc phương Tây tài trợ cho Kiev đang công khai thúc đẩy lực lượng vũ trang Ukraine chủ động tấn công nhằm gặt hái được quả ngọt từ những khoản đầu tư quân sự này sau chuyến thăm Đức của ông Zelensky, Berlin đã công bố thực hiện gói viện trợ quân sự cực lớn trị giá 2,7 tỷ euro. Gói viện trợ này sẽ bao gồm 30 xe tăng Leopard, 1 A5, 20 pháo bộ binh Mander, 4 hệ thống phòng không iris -T, thiết bị phụ trợ và đạn dược. Trong khi một số nước đang chuẩn bị cho chiến dịch quân sự mạnh mẽ tại Ukraine, thì một số nước khác cũng đang nghĩ tới thời hậu chiến Ukraine. Theo Pháp, xung đột sẽ kết thúc thông qua đàm phán và cần hết sức giúp đỡ để tạo thế mạnh cho Ukraine khi bước vào đàm phán, tất nhiên với các điều kiện mà Kiev có thể chấp nhận. Paris cho rằng phải bằng mọi giá đẩy nhanh tiến trình thoát khỏi khủng hoảng, tức là tạo ra tương quan lực lượng thuận lợi cho Ukraine để buộc Nga chấp nhận thương lượng. Theo hướng này, cần có một thỏa thuận vững chắc hơn thỏa thuận Minsk với các bảo đảm vững chắc về an ninh cho Ukraine để tránh trường hợp tương tự tái diễn. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18 tháng 5 đã kêu gọi Ukraine và Nga nối lại đối thoại, xây dựng quan hệ tin cậy, xác lập các điều kiện cho phép chấm dứt chiến tranh và đối thoại. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm 16 tháng 5 cho biết, Kiev và Moscow đã đồng ý đón tiếp một phái đoàn bao gồm nguyên thủ các nước Zambia, Senegal, Congo, Brazzaville, Uganda, Ai Cập và Nam Phi nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine. Thông báo của Nam Phi được đưa ra vào lúc mối quan hệ giữa Washington và Pretoria đang căng thẳng sau những phát biểu của đại sứ Mỹ cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga và chỉ huy lực lượng bộ binh quân đội Nam Phi đang công du Nga. Liên quan đến tình hình nội bộ Ukraine, trong những tuần gần đây, nước này đã tiến hành các cuộc điều tra nhắm vào các chính trị gia công chức và giới tài phiệt có liên quan đến tham nhũng đây là một trong những cuộc chiến chống tham nhũng lớn nhất của ukraine không phải là ngẫu nhiên mà điều này diễn ra vào thời điểm có nhiều hội nghị quốc tế đang bàn cách giúp đỡ ukraine ông zelensky cho biết ukraine đang củng cố lòng tin của nhân dân đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế để có được nhiều vũ khí hơn